Trong khi nhiều người dân Trung Quốc đang sống trong cảnh nghèo đói, cơm không đủ ăn, chỗ không đủ ở, thì nhiều vị quan chức nước này lại không ngừng vơ vét, tích trữ hàng đống tiền trong nhà. Người đàn ông này là Vương Đại Vĩ, từng giữ chức giám đốc công an tỉnh, kiêm bí thư đảng ủy tỉnh Liêu Ninh. Nhưng đến tháng 3 năm 2022 thì ông bị điều tra. Một tập phim tài liệu của CCTV mới đây tiết lộ, ông Vương đã vơ vét của cải một cách trắng trợn, không kiêng nể gì, so với người tiền nhiệm thì chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng rốt cuộc ông đã vơ vét được bao nhiêu tiền? Hơn 555 triệu nhân dân tệ. Đó là con số nhận hối lộ mà phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10 năm 2023 buộc tội cho ông Vương, tương đương hơn 1.900 tỷ Việt Nam đồng. Số tiền này mà chia cho dân nghèo trong tỉnh thì chắc ăn cả năm cũng không hết. Đáng chú ý là gần một nửa trong số đó là do doanh nhân Lưu Trung Điền, người kiểm soát thực tế của tập đoàn Trung Vượng Liêu Ninh hối lộ. Khoản đầu tiên của ông Lưu đút lót là 40 triệu nhân dân tệ, khoảng 136 tỷ Việt Nam đồng, cộng với 4 triệu USD, khoảng 97 tỷ Việt Nam đồng. Số tiền này được đóng trong 22 hộp bìa cứng, nặng đến mức chiếc xe mà ông Vương đưa đến để chất tiền mang về đã không thể leo nổi lên con dốc của tầng hầm. Sau đó, ông Lưu lại hối lộ cho ông Vương 4 lần nữa ở Macau, với tổng số tiền là 200 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 623 tỷ Việt Nam đồng. Theo tập phim này, ông Vương và ông Lưu đã cấu kết với nhau để đạt được mục đích của mỗi người. Điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường kinh tế của địa phương và đưa nhà sản xuất nhôm định hình lớn nhất châu Á, tập đoàn Trung Vượng Liêu Ninh đến bờ vực phá sản. Phim chống tham nhũng của CCTV nói rằng, nguyên nhân cơ bản khiến tập đoàn này sa sút là do trong một thời gian dài, ông Lưu Trung Điền đã dùng tiền bạc để dọn đường và kiếm tài nguyên bằng các thủ đoạn phi pháp, từ đó xa rời thực tế, không ngừng bành trướng, cuối cùng lâm vào khó khăn, ầm ầm sụp đổ. Nhờ có ông Vương Đại Vĩ làm ô dù, ngay từ năm 2017, tập đoàn Trung Vượng đã vướng vào một vụ gian lận ngoại hối nhưng chỉ có một phó tổng giám đốc bị bắt. Đến năm 2020, vấn đề nợ khổng lồ của công ty này đã gây ra những rủi ro tài chính lớn mang tính khu vực. Nhưng thời điểm vỡ nợ của Trung Vượng vẫn bị trì hoãn một cách nhân tạo, cuối cùng đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để giải quyết rủi ro tài chính. Điều đáng nói là không chỉ ông Vương Đại Vĩ, trong suốt 20 năm, ba giám đốc công an liên tiếp của tỉnh này đều tham nhũng số tiền rất lớn. Lần lượt là ông Lý Văn Hỷ với hơn 541 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 1.800 tỷ Việt Nam đồng. Ông Tiết Hằng với hơn 135 triệu nhân dân tệ, hơn 460 tỷ Việt Nam đồng. Và ông Vương Đại Vĩ hơn 555 triệu nhân dân tệ, hơn 1.900 tỷ Việt Nam đồng. Môi trường chính trị hủ bại đến mức phần lớn người dân Trung Quốc đều cho rằng đây không chỉ đơn giản là vấn đề cá nhân, mà nạn tham nhũng này đã lan ra toàn hệ thống.